Chào mừng mọi người đến với thành phố Đà Nẵng xinh đẹp. Mình là Ngọc Trinh và ngay bây giờ đây thì mình đang có mặt tại con đường đẹp nhất của thành phố. Và mọi người có đoán được là Trinh đang có mặt tại con đường nào không ạ? Chính xác đó chính là con đường Bạch Đằng. Ở đường Bạch Đằng thì mình có thể ngắm nhìn cầu Rồng và đối diện cầu Rồng đó chính là cây cầu sông Hàn thơ mộng. Và ngày hôm nay thì Trinh không chỉ có mặt một mình mà chúng ta còn có một nhân vật đặc biệt quan trọng nữa. Và trước khi chúng ta chào đón nhân vật đặc biệt quan trọng ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng làm một thao tác nhỏ nhỏ để bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch này. Đó chính là mang khẩu trang. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng chào đón nhân vật ngày hôm nay. Ta-da! Chào Trinh, chào mọi người. Chào anh Việt, xin được giới thiệu với tất cả mọi người. Đây là anh Việt, là chuyên gia bất động sản và cũng là giám đốc của công ty cổ phần bất động sản Link House chi nhánh miền Trung. Anh Việt ơi, ngày hôm nay thì anh cũng có thể thấy là thành phố Đà Nẵng của chúng ta vắng vẻ hơn thường ngày rất nhiều đúng không ạ? Và từ xa nhìn thì Trinh thấy anh Việt đi với một dáng vẻ rất là thong thả. Với cái tình hình Đà Nẵng hiện tại thì chúng ta thấy là đây là cái cơ hội cho bản thân của chúng ta cùng nhìn nhận lại, cũng là cái cơ hội cho cái thị trường bất động sản thanh lọc và dần đi vào ổn định theo cái quỹ đạo của thị trường bất động sản, hoặc là cơ hội cho các nhà đầu tư tìm hiểu và đầu tư thích hợp trong cái giai đoạn này. Dạo gần đây thì thị trường bất động sản đang truyền tay nhau về một khái niệm không mới nhưng mà rất bắt tai, đó chính là khái niệm về bất động sản sạch. Vậy thì anh Vi có thể cho em và mọi người cùng biết thế nào là bất động sản sạch được không ạ? Chúng ta có thể hiểu nôm na bất động sản sạch là một bất động sản mà ở đó các nhà đầu tư khi người ta đầu tư, người ta mua ở thì người ta rất là an tâm. Có thể lấy ba cái tiêu chí dành cho bất động sản sạch, đó là yếu tố về đầu tiên là yếu tố pháp lý, yếu tố thứ hai là về yếu tố hạ tầng, cái thứ ba là yếu tố về tiện ích. Thì về pháp lý thì tiêu chuẩn tối thiểu nhất là nó phải có giấy phép của sở xây dựng được cấp phép mua bán. Yếu tố thứ hai là về hạ tầng, thì hạ tầng ít nhất cũng hoàn thiện được nghiệm thu cơ bản do sở xây dựng nghiệm thu. Yếu tố thứ ba về tiện ích thì có tiện ích về cây xanh, về tiện ích về đàn đường trường trạm, thì nó phải có đảm bảo cái tiêu chí đó. Thì tôi cho rằng ba tiêu chí đó là tiêu chí cơ bản nhất để đánh giá vào một bất động sản sạch đáng để đầu tư. Anh ơi, anh nhận định như thế nào về những dự án bất động sản sạch tại Đà Nẵng? Và sẵn đây thì anh có thể kể tên những dự án bất động sản sạch tại Đà Nẵng hiện nay được không ạ? Về thị trường bất động sản Đà Nẵng của chúng ta thì từ năm 2019 cho tới nay thì hầu như là cái nguồn cung rất là hạn chế. Có chăng là những cái dự án bất động sản cao cấp, đặc biệt là các phát các phân khúc mà đất nền giá rẻ, thì hầu như chúng ta sẽ đếm trên đầu ngón tay là các cái dự án của tập đoàn Sun Group hoặc là như dự án của FPT. Ngoài ra thì chúng ta rất là khó để tìm một cái dự án nào mà đất nền giá rẻ mà tầm dưới 2 tỷ, lại rất là khó. Tại miền Trung, sau Đà Nẵng thì anh nhận định như thế nào về thị trường bất động sản của Quảng Nam ạ? Như chúng ta biết, thị trường miền Trung thì ngay sau Đà Nẵng thì Quảng Nam là được cái tên các nhà đầu tư nhắc đến thường xuyên trong cái giai đoạn hiện nay. Bởi Quảng Nam hiện tại là đang tập trung vào đầu tư về cơ sở hạ tầng cũng như giao thông kết nối. Đặc biệt ở khu vực về phía Bắc Quảng Nam thì định hướng trong thời gian sắp tới sẽ là chuyển hóa từ đô thị vệ tinh sang là đô thị kết nối, tạo thành một cái chuỗi đô thị liên hoàn, đó là Đà Nẵng, Bắc Quảng Nam và Hội An. Thì mở ra rất là nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư trong cái giai đoạn này, đặc biệt với lại cái những cái sản phẩm mà bất động sản sạch như Việt đã chia sẻ. Khi nghe anh Việt nói thì trên đang cảm giác là thị trường bất động sản Quảng Nam đang rất là tiềm năng đúng không ạ? Vậy thì anh Việt ơi, anh có thể cho em một vài cái tên điển hình cho dự án bất động sản sạch tại Quảng Nam được không ạ? Nếu như mà để kể đến cái thị trường bất động sản sạch khu vực Quảng Nam, đặc biệt là những cái khu vực lân cận với Đà Nẵng, thì có hai cái tên mà tôi muốn dành cho các nhà đầu tư, đó là cái dự án Epitor và một dự án nữa, đó là dự án khu phố chợ Điện Nam Trung. Hai cái tên tôi cho rằng đáng giá để các nhà đầu tư tìm hiểu quan tâm trong cái giai đoạn hiện nay theo tiêu chí bất động sản sạch như vậy đã chia sẻ. Lúc nãy thì anh có đề cập đến tính khan hiếm của bất động sản. Vậy thì theo anh, giữa hai yếu tố là giá đất và tính khan hiếm của bất động sản thì yếu tố nào ảnh hưởng đến tiến trình ra quyết định của các nhà đầu tư? Tôi cho rằng là giữa yếu tố về giá và tính khan hiếm thì câu chuyện giá như chúng ta đã biết đã điều chỉnh 3-40% so với giai đoạn sốt nóng 2017-2018, thì tôi cho rằng nó rất là phù hợp để các nhà đầu tư có thể quan tâm xuống tiền. Đối với lại tính khan hiếm thì chúng ta nói là bất động sản tăng giá nhờ sự khan hiếm, quan tâm nhiều nhà đầu tư, nguồn cung, giữa nguồn cung và nguồn cầu. Khi mà cái nguồn cung thì hạn chế và nguồn cầu gia tăng thì tất nhiên tính khan hiếm sẽ làm gia tăng giá trị bất động sản hơn nữa. Thì tôi cho rằng là yếu tố sự khan hiếm, đặc biệt là bất động sản sạch, nó sẽ là yếu tố quyết định của nhà đầu tư trong cái giai đoạn hiện nay. Vâng, và xin được cảm ơn chị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng làm một chuyến phượt về Quảng Nam để tham quan những dự án bất động sản sạch tại Quảng Nam.
đi nào. Đang đứng ở ngã tư giữa quốc lộ 1 và DH07. Như anh Việt cũng đã biết là quốc lộ 1 là trục Bắc Nam với lưu lượng giao thông khổng lồ mỗi ngày, còn trục 07 là tuyến đường Đông Tây rất quan trọng của cơ sở hạ tầng ở đây. Vậy thì nhân đây thì Trinh có thể hỏi anh Việt một câu, đó là anh có thể phân tích sâu hơn về định hướng phát triển cơ sở hạ tầng nơi đây trong tương lai là như thế nào được không ạ? Để Việt chia sẻ thêm mọi người thêm thông tin về định hướng ở đây, thì với định hướng của tỉnh Quảng Nam cũng như thị xã Điện Bàn quy hoạch khu vực Bắc Quảng Nam trong định hướng 2030 và tiến tới là 2045, thời gian sắp tới thì tập trung phát triển ở đây, đầu tư hạ tầng chuyển đổi từ đô thị vệ tinh sang đô thị kết nối, tập trung phát triển các cái trục Đông Tây, đặc biệt là cái lục DH7, DH08 cũng như tuyến đường DT608 trong thời gian sắp tới, và chú trọng với lại đang sang đó là tuyến đường dòng sông Cổ Cò cũng như dòng sông Bình Điền. Và đặc biệt là tuyến đường DH7 thì được với quy mô đầu tư là 148 tỷ, được công ty Đạt Phương làm chủ đầu tư, và dự kiến là trong quý 2 năm 2022 sẽ hoàn thành và bàn giao thông tuyến, và cũng mở ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư khi mà quan tâm đầu tư tại khu vực này. Wow, rất hấp dẫn đúng không ạ? Và ngay bây giờ thì em và anh Việt sẽ cùng tham qua một vòng xem dự án Epitor. Ok em. Ơi, vậy thì anh Việt có thể chia sẻ cho em và mọi người những lý do nào mà dự án Epitor trở nên thu hút trong mắt các nhà đầu tư không ạ? Nếu mà kể đến lý do các nhà đầu tư lựa chọn Epitor thì quý vị có thể chia sẻ 5 lý do để các hàng lựa chọn đầu tư nơi đây. Cái đầu tiên về dự án Epitor thì tọa lạc một vị trí cực kỳ đắc địa giữa giao lộ tâm điểm thịnh vượng giữa quốc lộ 1A và tuyến đường DH7. Và tuyến đường DH7 thì được đầu tư với mức tổng kinh phí đầu tư 148 tỷ, và được chủ đầu tư và được nhận thầu bởi công ty Đạt Phương, và dự kiến trong quý 2 năm 2022 là sẽ bàn giao và đi vào hoạt động. Ngoài ra thì dự án thì cũng đã có sổ đỏ 100%, khách hàng hoàn toàn có thể mua và công chứng ngay. Hạ tầng ở đây thì việc đánh giá rất là cao về tâm huyết của chủ đầu tư dành cho cái dự án này, từ cây xanh, đoạn đường cho đến hệ thống điện cũng như lát vỉa đá vỉa hè cũng như giao thông, chúng ta thấy rất là chỉnh chu, rất là tuyệt vời. Ngoài ra thì tiện này thì chúng ta thấy rằng là các cái khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em, thời gian sắp tới các cái trường học như trường mẫu giáo hoặc là các cái trung tâm cũng như các cái khu vui chơi giải trí trong thời gian sắp tới cũng sẽ đưa vào hoạt động để đáp ứng cái nhu cầu của cộng đồng dân cư nơi đây. Ngoài ra thì chúng ta thấy rằng là dự án nơi đây thì liền kề với khu dân cư hữu đã hình thành, tạo nên ở đây một cái sức sống mới và sống ốc hơn, và đây đúng là một cái đô thị đáng sống tại khu vực Điện Thắng. Với những lý do trên thì tôi cho rằng là không có lý do gì khách hàng không lựa chọn đầu tư dự án Epitor trong cái giai đoạn này với mức giá đầu đó trên dưới 2 tỷ. Qua góc nhìn của chuyên gia về bất động sản thì Trinh cảm thấy đây là một dự án rất hiếm có, khó tìm trong thời gian gần đây tại thị trường bất động sản của Quảng Nam. Tiếp tục hành trình tìm kiếm dự án bất động sản sạch tại thị trường Quảng Nam thì ngay bây giờ đây Trinh xin được mời mọi người theo chân Trinh và anh Việt sẽ cùng di chuyển đến một dự án nữa, đó chính là dự án khu phố chợ điện Nam Trung. Đi thôi.
thời điểm nói chung, và bây giờ đang là 4 giờ chiều và mọi người cũng có thể cảm nhận được là không khí mua bán rất là nhộn nhịp đúng không ạ? Anh Việt ơi, em nghe nói là dự án khu phố chợ Điện Nam Trung cũng rất là gần đây. Vậy thì anh Việt có sẵn lòng đưa em và mọi người đi tham quan dự án được không ạ? Việc sẵn lòng thôi. Nào chúng ta cùng đi. Chưa đến 10 bước chân thôi thì Trinh và anh Việt đang có mặt tại dự án khu phố chợ Điện Nam Trung rồi. Anh Việt ơi, vậy thì những lý do nào làm cho dự án khu phố chợ Điện Nam Trung trở nên rất thu hút trong mắt của nhà đầu tư ạ? Nói về khu phố chợ Điện Nam Trung thì nó cũng có những cái lý do nhất định mà khiến ở dự án này đây được rất là nhà đầu tư quan tâm. Nói về vị trí thì chúng ta biết rằng là dự án khu phố chợ Điện Nam Trung tọa lạc ngay vị trí giữa giao lộ tuyến đường DT607 và các cái tuyến đường Võ Như Hưng, tuyến đường thông từ quốc lộ 1A thẳng đến xuống sông Cổ Cò, và trong thời gian tới sẽ thông xuống tới bãi tắm thiên đường Cổ Cò. Ngoài ra thì dự án của chúng ta đó là nó đã đi vào hoạt động và khu dân cư hiện hữu như chúng ta đã thấy. Đối với dự án này thì cũng đã xong hạ tầng và có sổ đỏ, khách hàng có thể mua và xây nhà ở ngay. Với chủ đầu tư thì hiện tại thì chủ đầu tư đang có những sách ưu đãi chiết khấu lên đến 9%, đồng thời hỗ trợ cho khách hàng về thanh toán chậm trong vòng 15 tháng. Ngoài những chính sách như anh Việt nói thì Trinh còn biết là chủ đầu tư còn có những chính sách ưu đãi như là cho vay lên đến 70%, lãi suất 5,9% và ân hạn gốc trong vòng 12 tháng. Và có lẽ là đây sẽ là một cơ hội không thể nào tốt hơn nữa để các nhà đầu tư có thể sở hữu cho mình bất động sản trong thời điểm hiện tại. Trong ngày hôm nay thì anh Việt đã chia sẻ cho Trinh cũng như mọi người rất nhiều những thông tin hữu ích rồi. Vậy thì trước khi chúng ta kết thúc buổi trò chuyện ngày hôm nay thì anh Việt ơi, anh có thể dành những lời khuyên cho những nhà đầu tư bất động sản đất nền trong giai đoạn hiện tại được không ạ? Cái giai đoạn hiện nay về cái phân khúc đất này giá rẻ trên dưới 2 tỷ thật ra là không có nhiều sự lựa chọn cho nhà đầu tư. Đặc biệt là cái sản phẩm mà như chúng ta đã chia sẻ là bất động sản sạch. Và bất động sản nó vẫn là một cái kênh đầu tư rất là thu hút các nhà đầu tư ngồi về đầu tư sinh lãi và cũng là cái kênh trú ẩn dòng tiền rất là tốt. Và các nhà đầu tư trong giai đoạn này cũng đang rất một số nhà đầu tư lo ngại về câu chuyện về lạm phát trong thời gian sắp tới. Và đó cũng là cái lý do mà cho các nhà đầu tư nên quay trở lại thị trường trong giai đoạn hiện nay. Và việc sớm sở hữu cho mình, lựa chọn đầu tư cho mình những cái dự án bất động sản sạch và giá rẻ như thế này trong thời điểm này là rất là thích hợp. Và xin được cảm ơn những lời chia sẻ của anh Việt rất là nhiều, và trên bản Việt hy vọng là những thông tin anh Việt chia sẻ vừa rồi rất có ích với những nhà đầu tư đất nền. Và nếu những nhà đầu tư của chúng ta muốn quan tâm và biết thêm thông tin về sản phẩm thì có thể liên hệ đến công ty cổ phần bất động sản Linh Thao chi nhánh miền Trung, hoặc là có thể liên hệ vào số điện thoại bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.